Bây giờ chúng ta qua cái câu hỏi đầu tiên. À, thưa thầy, ví dụ mình chứng được cái gì đó mà mình làm nghề nail, cầm ngón tay ngón chân người ta, vậy mình có vô tình làm cho người ta chịu nghiệp xấu không ạ? À, mình lấy nghề đó là phương tiện để gieo duyên được không, hay chỉ xuất gia mới được? À, chờ tôi một tí xíu. Đâu đây? Thưa với quý vị đó, chứng cái gì là chứng cái gì hả? À, chứng cái gì là chứng cái gì, phải nói là khổ quá. Thì nó có nhiều chứng lắm, không tin quý vị vô bệnh viện nó có nhiều chứng lắm. À, mỗi chứng chứng động kinh cũng có, chứng ho lao cũng có, chứng hen suyễn cũng có, mà cái đặc biệt á, là tâm thần phân liệt chứng là nó nhiều nhất. À, trong đó là cũng có cái chứng ảo tưởng cũng có nữa. Cho nên á, quý vị hỏi sự chứng là mình chứng cái gì. Xin thưa nha. À, trên con đường tu á, nó có nhiều cách để chúng ta đi lạc, mà cũng có nhiều cách để chúng ta đi đúng. Muốn đi đúng á, thì làm ơn làm phước học giáo lý dùm sư. Chứ còn mà mình cứ ảo tưởng á, sư nói thẳng là mình chết sớm lắm nha. À, cho nên là nếu như mà mình nói cho vui thì đây là một câu hỏi phiếm luật, không cần phải trả lời. Còn nếu như mà sư nói là nghiêm túc thì nếu như một vị thánh không có hỏi cái này, mà hỏi cái này để chắc chắn là không có chứng gì hết. Mà nếu như có chứng thì chắc chắn là các vị đó biết phải làm cái gì. Cho nên là mình hỏi một cái kiểu là thừa, giống như cái kiểu là bây giờ mình đi mình hỏi là bây giờ ông Donald Trump á, hiện tại bây giờ thì ổng bước lên trên giường thì ổng sẽ bước chân trái trước hay bước chân phải trước, cái đó là chuyện của ổng, không dính dáng gì tới mình nha. Hoặc là bây giờ mình nói ông tổng thống Mỹ ông Biden bây giờ đó, thì ổng lên xe thì ổng sẽ mang cái đôi tất chân màu gì, nó không dính dáng gì tới mình hết trơn. À, cho nên là quý vị, những cái câu hỏi như vậy nè, chúng ta không có cần phải thắc mắc để làm gì, bởi vì thực tế mình không có chứng gì hết trơn ha. Cho nên là cho qua.